giờ hôm nay sao dễ thương quá ta. Rồi trời ơi, quánh cái mỏ đỏ rồi. Thôi bây giờ mình sẽ dùng một viên kim cương này để mình đi ra cháy phố rằng ơi. Đi chơi thôi. Đi ra nè. Đưa viên kim cương. Đi ra ngoài đây. Đi ra đây. Viên kim cương này to quá vậy ta. Bán viên kim cương này chắc là được nhiều tiền lắm đó. Hóa ra cô này là cô người xấu bạn ơi. Bây giờ được cái gì? Cô sẽ gọi cảnh sát cô bắt cô. Gọi cảnh sát hả? Anh cảnh sát hả? Sợ quá. Tôi đi giúp tôi rồi. Alo, đây cảnh sát, đây có chuyện gì? Dạ, anh cảnh sát ơi, tôi muốn nói rằng là cái cô này tự nhiên vô duyên lấy kim cương của tôi. Cô bắt cái cô này đi. Trời, cô này quá vô duyên luôn á. Vậy có người lấy ăn cắp sao? Để cảnh sát lo. Ê cái cô kia. Dạ em đây. Một mỹ nữ xinh đẹp như này là sao có thể. Trời ơi, em không biết gì đâu. Cái này tự nhiên cô ta chạy vô, cô ta bảo em lấy đó chứ em đâu lấy đâu. Trời ơi, cô gái xinh đẹp mà. Ok, yên tâm, cô quá xinh đẹp nên làm sao có thể ăn trộm được. Còn cô xấu xí kia. Định vu oan cho người gọi là xinh đẹp sao? Cô ta rồi. Như vậy làm sao mà có thể ăn trộm được? Thôi không bây giờ đi đâu tôi? Đi đâu? Đi đây. Tôi bị ăn trộm mà. Ê cái gì kìa? Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ây da, cái chỗ nào đây vậy trời? Ủa? Đây là nhà tù hả? Cái gì đây? Ủa? Trời ơi bạn ơi, tự nhiên tụi mình bắt trong nhà tù mà không biết lý do tại sao bạn. Trời, cái ông kia như nói là tại vì tụi mình xấu hay sao? Ủa, tự nhiên rõ ràng tụi mình đâu có xấu như vậy đâu không xem? Hả? Ủa, con cái nhà tù gì mà nhìn nó lạ quá vậy? Nó có mấy cái ảnh diệm của ai đây vậy? Trời ơi, sao mặt mấy ông này thấy ghê vậy? Trời ơi. Nè, nhìn cái mặt này nhìn giống Camui nè. Cái này nhìn giống anh Mr. Dịch nè. Trời ơi, cái gì? Ủa, mà từ như cái nhà tù này không qua giúp ai luôn. Cái gì cây ron? Trời ơi, trong bây giờ để chị hỏi coi rốt cuộc tại sao đất Mỹ không thể nào được. Từ hỏi coi. Ê, cái ông kia, tại sao ba thì tôi lại bị bắt ở trong nhà tù này hả? Là sao cái ông kia? Ha, đúng là mấy cái tên xấu xí không biết cái gì hết trơn. Đây là nhà tù đẹp trai. Ai mà xấu xí sẽ bị bắt trong cái nhà tù này, hiểu chưa? Hả? Nhà tù xấu xí? Ủa là sao? Trời ơi, tự nhiên nhốt người ta vô nhà tù xấu xí trong khi là bọn tôi đẹp quá trời. Có mỗi mình Sim mà xấu à. Trời ơi, cái nhà em đó cái gì? Em phải nhốt mình Sim mà chứ, tiền nhốt bọn tôi chi vậy? Trời ơi, tính ra ba tôi tóc tai mặt mũi nhìn gọn gàng đâu có lụm thụm đâu. Ủa là sao xấu xí? Tôi đâu có xấu đâu. Cái ông kia, ông nói gì kỳ vậy? Hả? Thử coi. Ha, đúng là một cái tên xấu xí. Ủa, cái tôi không biết là những gương mặt ở trên ảnh đó chỉ là những người đẹp trai nhất ở trên thế giới này. Cái tôi không nghe sao, càng xấu là càng đẹp, mà còn càng đẹp là càng xấu. Có nghĩa là các ngươi là đồ xấu xí, còn ta mới là đẹp trai nhất thế giới, hiểu chưa? Cái gì? Ok anh Karen. Ủa, là bây giờ càng đẹp là có nghĩa là càng xấu, còn bây giờ xấu như thế này còn là trendy là đẹp hả? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi! Vậy có nghĩa là Simmy sẽ trở thành người đẹp nhất thế giới. Trời ơi, Ý ông là sao? Bạn ơi, cái nhà tù này tào lao mới lao ạ. Bây giờ tụi mình mới thoát khỏi cái nhà tù xấu xí này nha. Trời ơi, còn mấy ông trên này. Trời ơi, bạn này xấu dữ vậy. Trời ơi trời, đâu xấu. Bạn này xấu dữ vậy trời. Cái gì ông kia? Bây giờ thoát khỏi chỗ này ông làm gì vậy? Trời ơi, em nói chuyện. Ôi, tôi kêu người ta xấu mà, chứ tôi có khen người ta đẹp đâu. Sao kỳ vậy? Ở trong thế giới này càng xấu là càng đẹp, hiểu chưa? Trời ơi, đừng tưởng tôi. Ủa vậy hả? Thôi, mọi người bây giờ thoát khỏi chỗ này. Tôi thấy tôi mệt mỏi chỗ này rồi. Cái nhà tù vậy đây, nhà tù đẹp trai nè. Ủa, anh đẹp trai kìa. Cái con này nhìn cái gì giống cái quả chuối quá vậy? Trời ơi, tôi ghê dữ vậy. Ê, thế giới này đúng kỳ lạ luôn. Cái mặt gì mà gọi đẹp trai hả? Có lượn không? Mọi người ơi, ở bên này nó có hello nè. Đâu hello đâu? Đây, đâu có cái tay gì đâu. Đây có con chuột này dễ thương vậy. Ok, ông đánh lớp đây. Sau lưng nè. Ngay chỗ này có chữ. Trời ơi, Simmy tan rồi. Trời ơi, ông nội ơi. Ông này từ hét mà từ hello. Cái này là cứu ông nội ơi. Trời ơi. Giỡn, ai chẳng biết tôi giỡn mà. Mà sao Sim từ nãy giờ Sim bị hello nhiều quá vậy Sim? Trời ơi, thôi bạn ơi, cái ông đẹp trai này kinh dị quá, thôi mình đi thôi. Trời ơi, trong này đáng sợ quá. Rồi, ủa cái con chuột nè, con chuột này vậy?
Ôi, chú vậy? Ê, chú kia à? Ok. Thôi thôi đi 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 mọi người, bây giờ phải thoát khỏi cái nhà tù xấu xí này chứ không là mình sẽ chở nè. Nè, hello nè. Thấy chưa mấy bạn ơi, thấy không? Mọi người hầu hết thấy không? Trong này hầu hết những người mà lại lành lặn, gọi là lành lặn, đẹp trai xinh gái là bị bắt đi hết các bạn ơi. Tại vì tụi mình phải gọi là xấu xí. Còn mấy ông này còn đẹp trai, cái gì kỳ cục kìa, thấy thế giới đâu kỳ cục quá à. Bây giờ người đẹp bị bắt vô tù nha, người xấu sẽ được vinh quang nha bạn. Trời ơi trời, cái gì đó. Là sao nữa, là sao gì nữa? Thấy không? Trong này ai cũng xấu xấu mà cứ nghĩ tự nhận mà đẹp trai mà coi ông này nào. Thôi thôi chạy chạy em ơi, thật ơi, mấy ông này ảo tưởng quá, ảo tưởng sức mạnh. Rồi ê đứng này, ai đẹp trai. Trời đất, con bảo em ăn cái lớp du nữa. Rồi, có thịt xem vậy. Trời ơi, yêu, ghê quá. Ai lớp du đồ đó. Trời ơi, thôi, cảm ơn. Ủa Sim đâu rồi, Sim ơi, qua đây Sim ơi, nhanh lên Sim ơi. Trời đây, đây đây đây, em làm rồi, chị trong mẹ ơi. Tại vì em đi mình á, tưởng em độc thân chứ chị đi với không nè. Đó, có bồ hay sao, nó dám ai lắm dù gì đó. Trời ơi, cứu Sim. Trời ơi, rồi cái hình gì đây nữa. Rồi phải đâu, tại Simmy là gu của nó đó. Ê Phong ơi, hình gì đây nè, trong cái nhà tù nó không có cái gì đẹp luôn. Ồ, cái hình này mới đúng nghĩa là Kairon nè. Này là anh Kairon ăn 50 cái bánh bao nè. Đó. Rồi đấy Phong cần mà. Trời ơi, Phong luôn rồi, Phong luôn rồi, Phong luôn rồi. Sao tôi bị dịch chuyển? Tôi bị dịch chuyển đi đâu rồi? Ông không lưu điểm hồi sinh chứ. Trời ơi trời. Rồi sao ông không lưu điểm hồi sinh đúng không? Trời ơi, đẹp trai. Rồi rồi, đang quay lại nè. Rồi lưu cái điểm hồi sinh vô, cả nó quên. Rồi nhà tù em xin công nhận cái nhà tù gì đâu. Hình nó xấu rồi, cái màu sắc nó xấu. Đã xấu đâu xấu lớn không? Cái màu gì? Cái này là anh Caron đang nhảy. Trời ơi trời, cái gì? Này dùng cái này mình thấy giống Phong cần nhảy hơn á. Trời ơi. Dạ. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái anh nào thấy ghê vậy? Ôi. Trời ơi, cái anh này nhìn giống cái mặt của Caron quá. Trời ơi, cái bạn của tôi, bạn của tôi đã bị rớt xuống cái hố này gần 20 năm và tôi đã không thấy bạn ấy sau lần đó nữa. Là ủa sao? Là, mà xuống đây là mình không mất. Ủa là xuống đây là mình mất 20 năm nữa. Wow, là có nghĩa là có một người bạn đã rơi xuống hố này 20 năm và bây giờ chuẩn bị có thêm 3 đứa bị khùng nhảy xuống đây kia mất 30 năm nữa. 60 năm ông ơi, 2 4 6 chồng là 60 năm mới kiếm được tụi mình đó. Thôi, em đi đây. Để xem coi ơi. Ở dưới này nó có gì mà gọi là xuống đây 20 năm mà chưa thấy về nữa. Tôi xuống qua nó khó nữa đó luôn hả. Trời ơi, nó làm cái gì đây, từ từ quay quay. Rồi. You did it. Màn tiếp theo. Một chỗ nào mới đây? Không biết. Ủa gì đây? Don't let him see you. What? Don't let him see you là đừng để cho anh ấy thấy bạn. À, cầu đèn xanh, đèn đỏ. Đây, đèn xanh đỏ. Đây, 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 rồi, ok. Red light. Rồi đây, chạy Oh my god, mày qua, mày qua chạy luôn. Qua cô chi ya sumita. Đừng để nhìn, đừng để nhìn. Tôi qua được rồi, tôi qua được rồi. Qua được rồi, qua được rồi. Dễ không khó nha, dễ không khó. Ủa gì đây? Khoan từ từ, tôi nghi ngờ cái đó nó lừa mình á, nhiều khi cái đó mình đi nó không có cái gì đâu. Từ từ để xem thử nha. Đâu đâu đâu. Ủa thử nè, tôi di chuyển trong lúc nó quay ngược lại nè, đâu nó làm gì tôi. Này thì thế cái trò thế gì không, vậy? Trời ơi, nó hiện lên trên, nó hiện nguyên cái mặt của nó trên màn hình đó. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Xem sao bây giờ không biết tôi mới thấy gì đâu. Trời, nguyên một cái khuôn mặt của con heo nhìn thấy ghê lắm. Trời ơi, thôi từ nay tôi không thích con heo đâu nha. Tôi thấy con heo nó đáng sợ, nó không dễ thương. Ai vậy? Ơi, trong cái nhà tù này chỉ có ba tụi mình là bình thường thôi, không ai trong nhà tù này bình thường, cứ nghĩ họ đẹp không à, hiểu không? Trời, cái nhà tù đâu có ai bình thường hết, hiểu không? Ôi ơi trời, rồi đây ai đây? Rồi lên mạng xã hội mà gặp được cái anh nào ba mắt đẹp trai nữa. Trời anh nào ấy, trời tôi không thích bạn anh fan nha bạn. Qua nè. Thôi Phong ơi đi, Phong ơi ghê quá, cho nhà tù này cái gì cũng kinh dị hết trơn. Rồi lên mọi người ơi, lên nhanh đi, nhanh lên. Còn bây giờ nếu mình mà không thoát khỏi cái nhà tù này, mình sẽ đẹp trai y chang họ luôn mọi người. Trời ơi tôi sợ lắm. Tôi chỉ muốn xấu gái như này thôi nha. Tôi muốn xấu gái như này, tôi muốn đẹp như họ nha. Tôi sợ lắm. Trời ơi trời. Ở dưới đây nè. Ủa gì đây? Lưu điểm hồi sinh. Ui. Ghê quá vậy. Cái lưỡi của cái lưỡi kìa. Xin ơi, coi trời ơi, nó đang tận vô dùng lưỡi đẩy em đi chỗ khác. Trời ơi, quá à. Mặt mình kìa bạn, mấy cái con này nó kinh dị quá. Mấy cái cột này là cái mắt hả? Em thấy cái thế giới này giống kiểu thế giới bị nguyền rủa đó. Hình như là mấy con mắt này nó đang nhìn thẳng vào người và chúng ta đó. Trời ơi, rồi cái gì đây? Mê cung đẹp trai, trời ơi. Mê cung tìm trai đẹp. Trời ơi, đẹp trai này, cái này là mê cung tìm trai đẹp nha. Đẹp trai qua kìa, đẹp trai qua kìa. Em xấu gái đâu, đừng yêu em. Em xấu lắm, đừng yêu em.
Mọi người đi đường đi, mọi người đi đường đi. Trời, tôi được ba anh theo đuổi luôn, tỉnh vậy. Trời ơi, mấy anh ơi, đừng theo đuổi em. Tôi đi đúng đường rồi. Rồi, trời ơi. Ôi, mấy anh đừng đuổi em, đừng đuổi em. Em sợ lắm. Em sợ. Mày quá, trời không bị. Nó nhìn kìa, nó nhìn kìa. Cái gì đây? Trời ơi, ông mặt trời cười mỗi buổi sáng. Ôi, dưới cái gì vậy? Đây, sao có cái gương trắng trắng gì trong đây vậy? Ở dưới cái gì, dưới có ai không? Gì đúng hài luôn á. Ôi mọi người ơi, cái này là cái đầu mọi người ơi. Trời ơi, đây là anh gì đây? Anh gọi là bôi son gì mà le lét trên mày như vậy? Anh ơi, son à, phải son hồng cánh sen mới chịu nha. Trời ơi, nhìn ơi, cái lay quá vậy. Sao cái lay quá vậy? Ở trên ở dưới đều thấy ghê. Ở trên à. Ôi trời ơi, cái mặt nó bông hoa chị ơi cô. Trời ơi, cái mặt ghê quá. Trời ơi. Mướt lên chứ. Trời ơi, thì ghê quá bạn ơi. Thôi thôi, cái nhà tù này nó quá kinh dị rồi. Mình nói thật luôn, đây không phải là nhà tù đẹp trai gì, đẹp chiếc gì hết trơn. Cho đây là nhà tù kinh dị. Tôi nói thật luôn á. Ủa, có cái mèo này vậy? Ôi, hiền nha. Em. Vậy là mình vô thế nữa. Vậy là mình trở thành người xinh đẹp. Xem, mọi người nhìn thấy gì không? Mọi người thấy gì không? Trong cái nhà tù này, con mèo là con bình thường nhất trong trường này. Đây, để em sẽ con bình thường nhất trong đây. Mèo. Nhau. Đi đi mọi người, đi mọi người ơi, không là đẹp trai như họ, sợ lắm Zimmer, chị không muốn đẹp trai như họ đâu. Chị sợ. Rồi em. Ôi lại thanh niên rồi đấy gì ta. Liếm kìa. Wow, thế giới thần tiên. Cái gì vậy? Thế giới thần tiên. Anh cần lại cả thế giới thần tiên gì đây trời ơi. Mọi người tới đây, mọi người đứng đây, tôi như là nhìn đây thì nhìn giống một lừa bình thường đúng không? Qua đây nó bành. Trời ơi, thế giới này ảo quá trời. Ôi, cái này chắc là đây là thế giới thần tiên mà mọi người thấy không? Tồn tiên không vậy? Đây. Mình đang đi ở trên một cái lưỡi sao xinh nó trơn, chị nhanh dữ. Cái này là á, nó phải chạy, nó phải chạy. Nó biến mất. Đây. Thế giới nó chọn một tiên cảnh quá. Trời ơi, vậy đây đừng để anh này hôn nha. Đừng để cái anh có môi hồng cánh sen anh hôn. Hôn cái là chở suốt đời luôn mà hôn cái là cái. Trời ơi, con gì vậy? Mario bị vậy? Mario. Trời ơi, con Mario này nó bị mất ngủ. Trời ơi, con Mario này bị gì vậy mấy bạn? Trời ơi, cái này là con Mario này là nó học bài mấy ngày. Bạn biết sao không? Đây là cái hậu quả của việc không thoát khỏi nhà tù á. Nếu mà không thoát khỏi cái nhà tù là tụi mình sẽ bị y chang ở đâu ghê lắm. Không phải cho tụi mình. Là cái răng của Phong sẽ dài ra xong con mắt Phong sẽ lé vậy à. Ghê quá. Rồi. Cái gì đây? Nhà tù ai kìa. Ê, nhìn ở trên cái mặt nạ tức giận ghê quá. Đây là mê cung anh đẹp trai tiếp nữa mà màu đỏ. Anh đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê, thấy bé Phong cận cái chạy luôn. Ê mọi người, tôi thấy ngay nó có gương mặt của một cậu bé gì nè, không biết có đây có phải tác giả của nó không? Trời ơi, Simi I love you. I love you đồ đó, trời ơi, tôi có người yêu rồi, tránh ra tôi ra. Simi bị tỏ tình liên tục luôn các bạn, tôi may quá tôi bị hết trơn, Phong ơi, tôi sợ quá. Tôi bị tỏ tình liên tục luôn. Ủa đây Simi ơi. Ủa sao không, tại vì nãy tôi nói mà, Simi sẽ trở thành người đẹp nhất thế giới. Cho nên là mấy con nó rất thích đó. Người đẹp nhất thế giới ngược đó. Okay. Mấy con nó rất thích đó, xem hiểu không? Tôi thấy tôi nói đúng chưa? Ủa gì vậy? Ủa có bông, ủa đẹp quá vậy? Còn có bông này, ở đây chúng ta có những bài báo. Báo gì đây? Không biết cái này. Đây, bài báo gì đây? Mr. Dịch gì đây, báo 24 giờ gì đây, Mr. Dịch gì nè, đó, bán đầu phộng trước cổng trường gì nè, đó. Ê, ai đi trước đi, tôi sợ quá, sợ ma lắm. Để Phong đi trời ơi, mấy cái này bình thường mà. Thôi, thấy là Phong cận rất hợp. Mắt đen rồi còn răng vàng nữa, sao đẹp chứ. Mọi cái yếu tố đẹp nó đập lên trong mắt. Mọi người ơi, ở trên này có chữ hello. Trời ơi, tôi hép đông nội ở hello hoài. Tôi tự hép. Giỡn. Rồi, ok. Rồi, ở cái nhà tù nó nhiều cổng vậy. Trời ơi, còn nữa hả? Ui. Ôi. Cái gì vậy? Anh nào vậy? Con này con quỷ, con gì? Con quỷ đâu mà. Ui, cái gì vậy? Hãy tìm cái chìa khóa xung quanh đây. Nếu không, ngươi chỉ bị gọi là hoàng tử xinh đẹp nhất ở vùng này hôn. Trời ơi, nghe sổ liền. Ê, quay trong rừng kìa. Trong rừng người ta có nai, có thỏ, trong rừng đây toàn cái gì không vậy? Có nai, có thỏ, nhưng đây toàn có vật cơ mà. Ê, có đèn, Sim ơi, có đèn, lấy đèn soi, Sim ơi. Soi đấy cái mặt đó. Timmy gọi là sắp được hoàng tử hôn rồi nha, ghê. Tôi nghĩ là hoàng tử sẽ hôn kìa. Đồ kìa, trời ơi, đồ kìa.
chìa khóa đâu, chìa khóa bự vậy. Nhặt cái chìa khóa rồi. Rồi chứ mở đâu, đây mũi tên nè. Mũi tên. Rồi bạn cái bị hôn rồi. Cẩn thận nha mọi người. Ui có mít kia dễ thương vậy. Có mít kia đây vậy. Có mít kia chạy theo mình. Cho mít kia dễ thương quá hả? Ôi dễ thương quá. Trời ơi, cho tôi nói thật, trong này ai đẹp trai xinh gái bắt hết trơn á. Tại vì đẹp trai xinh gái là xấu ở trong thế giới này, còn xấu là đẹp trong này nữa, hiểu không? Đó. Ở chìa khóa đâu vậy? Trời ơi, nếu mà như vậy nha là chắc chắn là mấy bạn fan tôi sẽ bị bắt vào đây hết luôn á. Trời ơi, tại mấy fan tôi ai cũng đẹp hết. Wow. Sao xin bị hôn gió rồi Phong ơi. Trời ơi, tôi bảo rồi, mấy bạn thấy không, tôi nói đúng mà. Simi là đẹp nhất trong game này cho nên là mấy con này thích, đúng rồi. Rồi vậy mà cứ cãi. Em bị hôn liên tục quá. Ê đợi Simi, đợi Simi đứng xuống. Không tới rồi, Phong đi đây. Ê nó có sụp, ê Simi chạy tới ra, khỏi cần gì, lấy chìa khóa Simi ơi. Tới đây cho em, chị đợi em nè Simi ơi. Ồ vậy hả, đây trời ơi, em vừa leo. Ủa mà mày đang đâu vậy? Đi thẳng. Đi qua cái đồi đúng không? Đúng rồi, đi thẳng luôn. Trời ơi, mà nó bị sao vô game này mình được nhiều người tỏ tình ghê á. Không cần, tôi có tay đâu rồi. Đi ra đây. Đây Sim ơi, đây chị Sim ơi. Ủa vậy em mình bảo là Kairon là gì ta, yêu ông hơn túi hả? Gì á, bà nội, bà nghĩ gì bà nội? Đây, đi thôi chị, rồi ok. Xin biết ý mình là gì không? Ý mình á là mặt Kairon giống mấy con này rồi. Ý bạn là sao? Rồi ok rồi, em vé ông mặt trời thật cười thật tươi. Cười tươi. Ghê quá. Trời ơi, cái nhà tù đâu? Cái gì đây? Trời ơi, sao càng ngày nó càng kỳ dị hơn vậy? Alo, nhà tù này không bao giờ bình thường luôn á. À da, bên dưới này tối lắm nha. Ôi, chị hét nè. Toàn hét không à. Hello đó. Nói chữ hello á. Trời ơi trời, cái gì đây? Ê, có các bạn hướng dẫn nha mọi người. Không phải, đó là cái chanh đi. cái chanh thôi bạn hướng dẫn. Đây đi theo tôi, đây có mấy cái, đây là cái đèn tối quá bạn ơi, tối thui luôn à. Hép cứu. Có cứu hoài vậy ta, có ai chạy không? Gì vậy? Gì vậy? Cũng là em vậy. Chạy đâu rồi? Simi à, Simi tiếp tục bị hello á. Trời ơi, mệt quá. Đi Phong ơi, đi theo tôi, có hình này vô đó nè. Bất ngờ. Ôi đây là gương mặt của Simi chưa bị con đó đụng. Rồi cười người hôm sau hôm trước người cười đó. Bây giờ bị... Trời ơi, cái đó cũng là gương mặt của tôi khi bị cái con nó đụng vô. Đâu rồi, bất ngờ luôn á. Ê giờ phải đi tìm. Đây đây đây, có mũi tên. Đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên đâu mà đi ra hướng này nè ông ơi. Có mũi tên nó bự trình hình này muốn đi hướng kia, nó thề chịu luôn á. Rồi để xem có gì không với bạn cho mình thấy nha. Đây Phong ơi, đâu rồi. Anh đẹp trai, đừng đuổi em nhanh, đẹp trai, em xấu gái lắm anh ơi. Rồi, anh đuổi em rồi. Ủa, em thấy mũi tên rồi, ok. Em thấy mũi tên chứ không nhở? Ui, thấy Phong cần rồi. Em thấy mũi tên rồi. Yes. Rồi, Phong tới nơi nè, Phong tới nơi nè. Ủa, không phải, này cái bóng đèn mà. Đây, Phong ơi, bên này. Sao đây còn nhiều quá vậy? Bên này, thấy tôi không? Rồi, tôi thấy rồi. Em lên được rồi. Đây, chị đừng đuổi tôi. Anh ơi, wow. Rồi, ok Phong ơi, rồi. Lên được chưa? Tôi trên đây rồi. Ủa chết rồi á, chạy nhanh vậy. Ờ, nhanh vậy, em nói tôi rùng chân. Tôi đã dưới rồi. Gì vậy? Ôi ơi trời. Oh my god, cái gì đây? Xấu trai hacker hả? Bạn đã xong chưa? Bây giờ bạn phải thoát khỏi chỗ này. Nếu không, bạn sẽ bị... ông thần tình yêu khiến cho hai người yêu nhau ở đây. Oh my god, cái gì vậy? Sao trong này toàn yêu nhau? Một ngày tôi đâu có nhu cầu đâu trời. Đúng rồi. Đi Phong ơi, không lòng bị ông bị ông thần tình yêu bắn cái là ông yêu này đó. Tôi sợ lắm á. Đúng rồi. Em ở đây như là nhà tôi hacker đúng không? Có hacker rồi Phong ơi. Đúng rồi, hacker luôn nè. Hacker nè. Chiêu đây, em đang đi trước mà chị thấy không? Đó. Vậy rồi trời ơi. Ghê quá bạn ơi, cái quăng cái đèn đi một bên đứng rất là lạnh. Cái nhà tù này không có gì đơn giản luôn á. Trời ơi, ghê quá à. Nhanh mọi người, nhà tù này còn bao xa vậy? Tôi thấy nó dài dữ vậy. Alo. Ủa còn cái cây nữa. Trời ơi. Ê cái gì? Ủa. Để cái mũi ông này nó bự vậy, mũi bự như cái quá trên kìa, ghê quá. Ông này mặt thì già, ông này mặt thì to, ông này mặt thì dài, xem nhìn nào thấy không? Ôi, cái đồ mũi dài quá gì đó, trời. Cái gì đó, hai nhân vật gì trong phim hoạt hình gì đó. Phoenix Phoenix Phoenix. Rồi xong. Không, cái này là trong, ngoài là gì kẻ đánh cắp mặt trắng. Kẻ đánh cắp mặt trắng hả? Phải không? Chị
giùm em Sammy. Phản ứng của tôi khi gặp con quái vật, à đây là phản ứng của tôi khi gặp Phong Cần. Ô kia quá. Em rất cái đèn pin mất tiêu rồi. Ôi mặt trăng rồi em. Đó. Trời ơi, trong cái thế giới nó có mặt trăng nó tròn như vậy. Được, đúng là kẻ đang cắt mặt trăng của Phong lên chưa Phong? Rồi trời. Đang lên rồi. Đây đây đây. Cầu vòng các bạn ơi. Em được. Em mất đèn pin rồi, chị soi giúp em nha. Soi rồi. Trời ơi, tự nhiên mất đèn pin ngang đó mọi người. Cái trời trời đã. Rồi rồi. Cái gì đây nữa? Bắt cua nữa nè, trời. Cảm ơn, tôi muốn trở lại coi thế giới con người bình thường chứ tôi không muốn trở thành người đẹp nhất thế giới đâu. Lâm ơi, tôi muốn nói sao? Ây da, trời ơi. Ây da, trời tôi né được mà. Ê, hai từ mọi người, cái cục đó nó bay từ chỗ nào vậy? Tôi không biết nữa. Ủa sao mong cái con? Ủa sao mong cái con này, trời ơi. Mong cái con này hả? Đi ghê quá vậy. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Trời ơi. Tôi ghét thế giới đây. Không đi trước nha Sam ơi. Ông Phong bỏ mình đi luôn. Rồi nhìn nát thì sao ông Sim đi nè. 1, 2, 3 chạy. Woo. Chạy ơi. Kịp không? Kịp không? Kịp yên tâm kịp. Rồi ok. Sam ơi, Sam quay lại chưa? Nó nó đây 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 đó. Ê bây giờ ông xấu trai đi chăng mấy ông này luôn á. Trời ơi ông bị. Ờ bây giờ đó 1, 2, 3 cùng chạy nè. 1, 2 chạy. Chạy Phong ơi. Chạy chứ. Ơi, Sam ơi, có chai anime sau lưng Sim kìa. Sao? Sim có chai anime kìa. Đang đuổi theo kìa. Đằng sau có đám cục vàng kìa, ông lấy đi. Nè nè, chai anime nè. Ủa, thì ghê quá vậy. Thôi, không được, cái gì đấy. Thôi giờ chai anime, giờ ông bạn tôi muốn thoát khỏi đây thôi mọi người. Yeah, tôi đã được thử thách rồi. Ủa gì đây? Trời ơi. Cái gì đây? Trời, sao đi qua được những cái ải con boss đây? Ủa gì đây? Qua. Ê cái gì vậy? Sao nhiều mắt vậy? Alo. Cái là con phải gì né đây? Được. Phải né đó. Tiêu diệt toàn bộ tất cả trái tim, tiêu diệt toàn bộ tất cả trái tim mọi người ơi. Ok đây. Trời ơi trời, cái gì đâu mà ghê quá vậy đây? Tôi đạp trái tim nó rồi. Đây, trời ơi nhìn mặt nó ghê quá vậy. Đây là boss đẹp trai nhất thế giới đây hả? Đây là chúng ta đang cùng với lại những người gọi là ở trong trò chơi này đang chống lại con boss nè. Lấy gì? Trời ơi, chơi nhiều trò thế. Tôi mất nửa máu rồi. Rồi mọi người tránh kìa, trời ơi mấy con mắt đâu ra gì hộp vậy. Trời ơi trời, từ nếu mà theo tính chất của cái nhà tù này là cái ông này là ông đẹp trai nhất thế giới đúng không? Cái ông trong này đẹp trai nhất thế giới hả? Đúng rồi. Trời sao ơi. Chúng không vậy? Ê tôi còn có một máu rồi, tôi còn có một máu à. Vậy? Trời ơi trời, tôi thử không ơi. Rồi rồi. Tiếp đi. Giữ trái tim. Trái tim mà cho nè, banh xác cái tim đó đó. Rồi. Trái tim của robot. Đó rồi. Rồi né nha Phong ơi. Trời ơi, còn một xíu nữa. Ông ấy. Ghê quá à. Rồi đây, để mấy cái mắt nè, trời ơi ông làm này. Làm ơn đi, tôi còn có một máu rồi, làm ơn đi. Ông nhảy cho chuẩn này, nhảy chuẩn này. Nào đó, xa đi, nhảy à. Phong. Trời ơi, may quá, tôi không sao, tôi không sao, may quá. Trời ơi, ghê vậy. Ê. Ủa rồi. Ôi, mắt. Trời ơi, còn xíu nữa mà tôi thua, tôi cũng chán luôn á. Trời ơi, rồi Phong còn chút đẹp. Chút đi rồi, đi chơi. Đây, trái tim hoặc là tiêu diệt cái tim. Rồi, một cái tim, ủa cái tim chưa? Đây, rồi nữa. Ủa sao chưa đi vậy? Con kia. Ôi trời ơi, con. Ủa chưa? Thì con này sao mà ông bị đánh bại rồi, đánh bại rồi. Trời ơi, mừng quá bạn. Ủa, rồi sao ai sợ thì đạp? Rồi ông rồi đạp cái nút. Trời ơi, tại sao tôi là người cuối cùng vậy luôn? Quái cha. Cha. Wow. Mình sẽ bị ở trong đó và tụi mình sẽ biến thành những người đó luôn mấy bạn ơi. Đúng rồi. À, không thật đâu thôi. Tôi thà như thế này còn hơn là trở thành mấy người kia. Trời ơi, hiểu à. Ok bạn ơi, các bạn thấy cái nhà tù xấu xí này. À không, cái này phải gọi là nhà tù đẹp trai. Ok, đẹp trai này các bạn thấy như thế nào đừng quên comment video sao biết nha. Còn riêng sao thì trời ơi, thôi tôi khỏi bạn chơi nên lần sau là tôi sợ luôn, tôi không dám gặp mấy người đó luôn các bạn. Ok, tụi mình ơi, ở clip sau nha, lại bye bye. Và nếu bạn muốn Sam vượt thêm những nhà tù là độc lạ như vậy nữa cũng đừng quên comment video sao biết nha. Bây giờ tụi mình ơi, ở clip sau hẹn lại, bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye.